Xin chào cô chú anh chị em mình ạ. Hôm nay cuối tuần rảnh rỗi, đặc sản Cà Mau xin mời cô chú anh chị em mình cùng vào bếp làm mứt với em nha. Món mứt này mình có thể dùng để chống ngán hoặc là mình nhâm nhi với một tách trà nóng cũng rất là tuyệt vời luôn nha. Rồi mình cùng vào bếp làm với em nha mọi người. Nguyên liệu để làm cho món này là mình cần có là mảng cầu xiêm chín nè, đường cát nè, muối nè và ớt bột nha. Hôm nay em đi chợ em mua được cái quả mãng cầu này rất là ngon luôn mọi người. Quả mãng cầu xiêm chín cây luôn nha. Ở thì cách lựa cái quả mãng cầu á thì chúng ta lựa làm sao mà cái mắt nó lơ như thế này nè, và cái trái nó bóng á, rồi cái cuốn của nó thì còn tươi, không có bị héo, thì đó là chín cây ha. Rồi mình nhấn cái tay nhẹ vô là mình thấy được cái độ mềm của nó ha, mà không bị dập nha. Đó là quả mãng cầu rất là ngon luôn. Cái quả này là hơn 2kg rồi đó mọi người. Rồi liều lượng ở đây theo cách làm của em á, thì cứ 1kg mãng cầu mình sẽ có 400g đường cát trắng nha. Cứ theo tỷ lệ đó nha mọi người. Và tiếp theo là mình sẽ có cái độ cay của nó thì tùy mọi người nha. Thích cay nhiều thì mình sẽ bỏ ớt nhiều. Ở đây em có một muỗng ăn cay. Còn độ mặn á, thì mình có thể sử dụng muối hạt hoặc là muối ớt đều được nha. Em sử dụng muối ớt cho nên là chỉ có một muỗng cà phê muối ớt thôi nha. Rồi chúng ta bắt đầu thôi. Nhà em cũng rất là ít ăn mứt luôn nên là em chỉ làm 1kg mứt thôi nha. Và cái phần mình làm là mình sẽ làm ở dưới, rồi cái phần ở trên thì mình để dầm nước đá uống nha, rất là ngon luôn nha mọi người. Quả mãng cầu mà nó chín cây nó không có bị dập á, cắt ra nó thơm nó ngon lắm mọi người, nhìn nè, rất là ngon luôn nha. Rồi em sẽ lấy cái phần dưới em làm, còn cái ở phía trên này để dầm nước đá uống. Rồi mình sẽ đi lột vỏ cái mãng cầu này và lấy cái cùi của nó ra, tách hột luôn nha mọi người, cho nó gời ra hết trơn á, thì khi mà mình làm cái món mứt của mình nó không có bị dính hạt vào bên trong ha. Và đây là cái cách tách ra của em nha mọi người. Thế mình sẽ cắt ra và lấy bỏ cái phần cùi nó ra. Để lấy hạt được dễ dàng á, thì mình dùng cái tăm nhọn ha. Mình cậy ra như thế này nha. Em cậy cho mọi người thấy nè. Đó, mình sẽ tách từng múi ra như vậy á, thì khi mà mình làm á, cái mứt của mình nó không có bị dính chùm ha mọi người. Nó gời ra, nó ăn nó sẽ dễ ăn hơn ha. Đó, cách lấy như thế này nha. Rồi mình sẽ làm lần lượt mình lấy hết ra nha mọi người. Rồi sau khi mình tách xong rồi á thì mình sẽ cho đường vô đây mình ướp luôn nha, cho hết đường vô đây luôn. Mình cho đường vô đây xong rồi mình sẽ trộn đều và để khoảng 30 phút thì đường nó sẽ tan hết, rồi mình sẽ đi sên nha. Đó, mình trộn đều lên. Rồi sau khi mà đường nó tan hết rồi á thì mình cho vào một cái chảo rộng đáy nha. Mình sên sên với lửa vừa vừa thôi nha mọi người. Mình sên cho nó cạn nước bớt nha. Mình sên được khoảng 1 tiếng đồng hồ á, thì cái mứt của mình nó keo lại như thế này nha. Nhớ là chị em để lửa vừa vừa thôi nha, đừng có để lửa lớn quá nó dễ bị cháy lắm đó. Rồi mình sẽ tắt bếp và để nguyên cái chảo như thế này, đem ra ngoài nắng, nắng thiệt là gắt mình phơi nắng nha. Phơi tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ nha mọi người. Và nhớ là lấy khăn che lại nha, đừng có cho bụi bẩn nè, với lại mấy cái con ruồi, con kiến rồi nó bu nha mọi người. Đó, lúc này là nắng rất là gắt luôn rồi đó. Thì mình phơi tầm khoảng 2 tiếng thôi là nó keo lại, nó xe lại. Rồi mình đem vô mình sẽ sơn tiếp nha.
Đấy, sau khi mình phơi được 2 tiếng nè mọi người xem nè, nó bắt đầu xe lại rồi ha. Rồi mình đem vô mình sẽ sơn tiếp nha. Đây, khi mình đem vô nè các chị, đó, cái mứt của mình nó bắt đầu dẻo lại rồi nè. Làm cái món này thì nó hơi mất thời gian gồm gà một xíu, nhưng mà ăn thì nó rất là ngon luôn ha. Đó, xứng đáng cái công mình bỏ ra nha. Rồi mình sẽ tiếp tục mình cho lên bếp mình sơn nữa nha. Lúc này thì cái màu mứt của mình nó vẫn còn trắng, vẫn còn đẹp nha. Rồi cho lên bếp, nhớ là để lửa nhỏ nhỏ thôi nha. Đó, lúc này là mình cần nhỏ lửa hơn lúc đầu nữa nè. Đó thì mình sẽ sơn thêm tầm khoảng là 30 phút đến 45 phút nữa nha. Nói chung là sơn đến khi nào mà các chị muốn cho cái mứt của mình dẻo đến độ nào á, thì mình sẽ dựa vào cái độ mà mình sơn á, coi nó có dính đũa nhiều không á. Thì càng dính đũa thì nó sẽ lúc mình ăn á thì nó sẽ dẻo hơn ha, tùy theo cái khẩu vị của từng người nha. Còn em ở đây thì em sơn 45 phút nữa nha. Mình cứ để lửa thiệt là nhỏ kêu kêu vậy đó, cái chút xíu cái mình đảo qua đảo lại chút xíu cho nó đều nha. Đó, mà cứ như vậy thì mình để thời gian lâu trên bếp thì cái mứt của mình nó sẽ dẻo hơn nha. Mình đảo được 30 phút quá thì nó bắt đầu nó sẽ có cái màu hơi vàng vàng rồi nè mọi người. Rồi lúc này mình sẽ cho ớt và cái muối vào đây luôn nha mọi người, để mình trộn cho nó đều ha. Cũng gần được rồi đó, mình cho vô chút xíu nữa là mình nhấc bếp xuống được rồi đó mọi người. Ở đây là mình có một muỗng ăn canh ớt xay. Thì cái ớt này cái độ cay nó vừa phải ha, vừa vừa thôi, không có cay lắm. Và ở đây mình có một muỗng cà phê muối iốt nha mọi người. Mình có thể đâm bằng muối hạt mình bỏ vô cũng ngon nữa nha. Nhưng mà ở đây em làm cho nhanh thì em sử dụng muối iốt luôn. Một muỗng cà phê nha, rồi mình sẽ cho vô đây. Tùy nhá, nếu như mà mình thích ăn mạnh hơn thì mình sẽ cho thêm muối nha. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Tiếp tục sơn thêm 15 phút nữa nha mọi người. Sau 15 phút sơn rồi thì mình cảm thấy cái độ dẻo nó như thế này là em ngưng rồi ha. Nếu chị em nào muốn ăn dẻo hơn nữa thì mình sẽ sơn lâu thêm một chút nữa nha. Rồi em sẽ đem xuống để cho nó nguội và bắt đầu gói vào cái giấy kiến nha. Thì giấy kiến này là mình mua sẵn ở chợ nha, mình không có phải cắt gì hết trơn á. Ra chợ mua cái chỗ mà bán mấy cái bao bì đó mọi người, mấy cái hộp xốp rồi đó là nó sẽ có bán cái này nha. Mình sẽ có cái giấy kiến này gói rất là ngợi luôn, rất là tiện luôn á. Ngày xưa mà muốn làm cái món kẹo này thì mình sẽ kiếm mấy cái bọc nè, bọc đựng đường rồi đó, rồi mình sẽ tự cắt ha. Bây giờ nó tiện lắm mọi người, người ta tạo sẵn cái bọc này, cái bọc kiếm mà nó mềm đó, mình gói mình chỉ cần búng lại thôi, nó không có bị bung ra. Em nhớ ngày xưa em làm kẹo chuối á, là em phải dùng cái nhang á mọi người, hoặc là đèn cày á để mình gọi là thui lại cho nó dính á, mà bây giờ không cần ha. Đó, giấy này nó rất là dễ dính luôn, mình quấn lại một cái xong rồi mình xe hai đầu nó là nó thành cái viên kẹo rồi ha. Rồi ở đây mình sẽ làm hai lớp nha, lớp ở trong thì làm như thế này, mình gấp hai đầu lại rồi mình sẽ lấy thêm một miếng nữa mình quấn bên ngoài rồi mình xe lại giống như cái viên kẹo ha. Đây, cách làm thì giống như em nha. Rồi chị em nào mà có cái cách quấn kẹo đẹp hơn nữa thì các chị cứ áp dụng nha. Cái khúc này là tùy vào mỗi người thôi, chị em thích quấn như thế nào thì mình quấn như vậy nha. Còn em thì em quấn hai lớp vậy để khi mà mình bảo quản á, nó không có nó được gọn gàng hơn á mọi người, nó không có bị chảy ra. Đây, xe hai đầu như thế này nha mọi người, nó siết chặt lại để cho cái viên kẹo mình được nén chặt hơn nha. Đây đó, cái viên kẹo của mình lên như thế này nha. Đây, tiếp tục như vậy nha mọi người, mình gói cho đến hết luôn cái phần này nha. Nãy giờ là mất nửa tiếng đồng hồ thì em đã gói xong cái mứt của mình rồi ha. Giờ là hình thức của nó là viên kẹo ha. Đấy, con em nó cũng rất là thích cái món này nè. Đó, ăn nó không có cay lắm mà nó chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, rất là dễ ăn luôn ha. Đó, thì khi em lột cho mọi người coi nè, nó sẽ không có bị dính đó mọi người. Đó, rất là dễ ăn luôn ha. Món mứt này thì nó sẽ có vị là chua chua, ngọt ngọt, cay cay, mặn mặn. Và cái mùi đặc trưng của nó là mùi mãng cầu xiêm, rất là ngon luôn ha. Chúng ta có thể nhâm nhi với tách trà nóng, hoặc là mình ăn để chống ngán. Mọi người món này ăn chống ngán được ha. Vị ngọt nó không có ngọt lắm mà nó chua chua, mặn mặn, cay cay đó. Nó sẽ giúp cho chúng ta đỡ ngán hơn. Khi mà mình ăn những cái món ăn mà có độ ngấy, độ ngán á,
mình ăn lại cái mứt này nó sẽ không có còn ngán nữa ha. Để bảo quản được lâu thì chúng ta cho vào hộp như thế này nha, và bỏ vào tủ lạnh. Khi ăn thì nó lạnh lạnh nó càng ngon hơn nữa nha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị em mình đã dành thời gian xem video của em nha. Nếu thấy video hữu ích thì cho em xin một lượt đăng ký kênh nè, để em có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video hơn nữa nha. Cảm ơn cô chú anh chị em mình rất là nhiều. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha.